Các cháu học sinh thân mến, chương trình kinh nghiệm học toán thì ông làm phần trên ấy được 7 bài là chuyên về hình không gian. Có phụ huynh mới thắc mắc là tại sao ông không làm cho học sinh cấp 2, cụ thể là học hình học phẳng, hay là ông quên? Mà không, ông không quên, không quên. Đầu tiên ông làm hình không gian trước vì cái nhu cầu của các anh chị lớn đó nhiều, và thứ hai là ông muốn giáo dục cho anh chị đó là đừng có chủ quan, đừng có chủ quan. Các anh chị cấp 3 thì cứ tưởng rằng là mình học qua cấp 2 rồi thì mình đã giỏi cái chương trình hình học phẳng rồi, nhưng thực chất ông có thể nói là 100% là chưa giỏi, còn rất lúng túng. Mà có cho học lại thì lại chủ quan, cho nên học qua một số bài không gian các anh chị mới thấy là chết rồi, mình hỏng nhiều chỗ quá. Thì khi ông làm chương trình này thì anh chị đó mới chú ý. Tại sao như vậy? Vì thực chất ý, khi học ở cấp 2, một là các anh chị đó là không được dạy cơ bản, thứ hai là trên lớp các thầy giáo giảng thì có nghe đâu, các thầy giáo không có giảng sai kiến thức, không có thầy nào giảng sai kiến thức cả, nhưng mà có nghe vào đầu đâu mà biết hay là không biết. Lúc thầy giáo giảng thì còn nói chuyện, còn đọc thư, còn viết thư gửi cho nhau, rồi còn nghĩ đến cuộc chơi điện tử, cho nên không vào nên không biết, không biết thì là vẽ sai lung tung quả. Đến bây giờ lên cấp 3 thì tưởng mình đã giỏi rồi, không giỏi đâu nhé, không giỏi đâu, chưa, đừng tưởng cấp 3 là giỏi hơn hơn cấp 2. Trong cái chương trình hỏi xoáy đáp xoay thì ông có nhớ một cái mục là của giáo sư học sĩ xoay trọng chấm, trọng chấm, ông có nói một câu mà ông nhớ mãi, và cái câu đó cũng là cái bài học trong cuộc đời của mình. Nay ông nói lại, ông xoay trọng chấm thì nói khác, nay ông nói hơi khác điểm tí, đổi chữ đi để nó phù hợp với hoàn cảnh của mình. Cụ thể nó là thế này: đừng tưởng học cấp 2 là ngu, mình cấp 3 là sáng mà cứ tu là hiền. Nhiều anh chị cấp 3 mà khi đo hình học phẳng với bọn cấp 2 những đứa giỏi mà chưa bằng đâu. Vì thế ông làm lùi lại một tí để anh chị thấy, mình ngã ngửa người ra là mình đang thiếu và theo dõi ngay. Vì chương trình phải theo từ đầu, chứ nếu không thầy này nó hụt hẫng lại khó hiểu. Tóm lại là hôm nay là ông sẽ làm cho cái chương trình cho các cháu cấp 2. Thực ra ấy là cấp 2 ở đây ấy, thì cứ nói là áng áng là lớp 6 học hình rồi, nhưng lớp 6, lớp 7 thì cái kiến thức nó còn ít, nhưng vẫn cứ theo dõi được. Dần dần thì là nó vào hết, vì chương trình hình học cả phổ thông thì nó liên quan đến nhau rất nhiều. Thế, vì vậy là các cháu cấp 3 cũng nên theo dõi, và đây mới là chính là cái cơ sở để các cháu vẽ được tốt.
hình học phẳng mà vẽ chưa tốt ấy thì hình không gian vẽ làm sao được. Tóm lại là chương trình này là nói là dành cho cấp 2 nhưng thực ra cấp 3 nên phải theo dõi. Bây giờ mình đi vào chương trình.